Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, hiện tại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang có mưa vừa, mưa to và rất to. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc, từ ngày 11 tháng 9 năm 2024, tình hình mưa tiếp tục diễn ra trên toàn tỉnh, có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo mới nhất, diện tích lúa bị đổ và ngập úng đã lên tới 2.000 hectare. Để ứng phó với tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo toàn tỉnh tập trung mọi nguồn lực để thực hiện bơm thoát nước, tiêu úng nhằm giảm thiệt hại. Đối với diện tích lúa đang ở giai đoạn chỗ đến chín sáp, sau khi nước rút cần tháo cạn nước trong ruộng và dựng lúa bằng cách túm 3-4 gốc lúa lại với nhau thành hình chân kiềng, giúp cây lúa đứng vững và tạo điều kiện cho lúa chín đều. Đối với lúa đã chín đến thời kỳ thu hoạch, cần khẩn trương thu hoạch theo phương châm xanh nhà hơn già đồng để giải phóng đất, chuẩn bị gieo trồng các cây vụ đông.